Trước ngày ngày sinh của Hiếu là ngày mấy? December 15th. December 15th. Cái này là cái app, nó có nhiều cái app để cho mình theo dõi chiếc tàu mình đang nằm ở đâu, đánh ở đâu. Thì hiện tại bây giờ thì đâu những cái đường đỏ đây nè, thì đó họ đi đánh tôm, họ cào tôm á, sẽ nổi đấy, từ ngày nào thì nó nổi hết, thì nó cũng hay lắm. Five weeks. We can't go 5 weeks this time because the last day to unload is like on the 19th. Hello bạn, trong tuần này mình mời mấy bạn trở lại khám phá chiếc tàu tôm The Brother số 2 với mình, coi mấy anh chuẩn bị những câu công việc cuối cùng trước khi ra biển. Hỏi mấy anh coi cái chuyến này mấy ảnh đi bao lâu, rồi trong lúc làm việc ngoài khơi, ngoài biển, lên xuống lưới giả, dây nhợ, coi có những cái công việc gì nguy hiểm mà mình phải quan tâm, phải là để không được sơ sức. Sẵn thì giới thiệu với mấy bạn cách mà tàu tôm, tàu tôm lưới tôm vận hành, với lại vài cái lực pháp đánh bắt tôm mà anh em đi biển nào cũng phải thuộc nằm lòng. Rồi mời mấy bạn cùng đi với mình. Tí xíu mình chạy vòng qua rồi mình lên tàu review này nọ trên tàu cho mấy bạn coi sơ qua ha, tham quan tới chơi cho vui. Theo mình được biết thì mỗi một lần đi một chuyến ra khơi khoảng một tháng hoặc 5 tuần thì tàu phải đổ khoảng 35.000 đô tiền dầu, thì khoảng 700-800 triệu các bạn. Mấy bạn nhìn lên kia thì toàn là những chiếc tàu Việt Nam không như vậy. Khu vực này là tàu Việt Nam mình, người Việt Nam mình đậu không? Phần này phần cái đuôi mà chứa tôm á từ. Đúng rồi. Cái này nãy từng nói cái nó dày hơn, nó chắc hơn ha. Đúng rồi, cái cước cái đó nó rất là bự, nó bự bằng chiếc đũa cái của mình vậy đó. Lý do là thứ nhất là nó tôm xuống đây. Nó xuống ở chỗ này thì cá mập nó hay cắn. Vì đó mà nó phải cần cái đồ cưới cái nó dày hơn trên kia. Cái lỗ hình tam giác đó là cho mà cái cá mà lỡ nó vô đó thì nó sẽ bơi ra. Nó bơi ra cái lỗ đó. Đây là cái hình ảnh thật, đây cũng là một trong những cái luật mà họ bắt buộc mình phải có bạn, để lượt bớt những con tôm, những con cá cũng như con rùa để vô lưới. Bây giờ mình đánh tôm mình không có được giữ hay bắt những cái khác, mà bạn coi cách mà cá nó vô rồi nó cố gắng nó ra. Cái này cũng giống như là ra được phần nào thôi chứ đâu có ra hết luôn. Chính xác, không có ra hết được. Con nào mạnh thì nó sẽ từ nó sẽ tìm cách nó bơi, từ gì nó bơi ra. Tại vì cái lưới lúc mình cào đó trung bình 4 tới 6 tiếng là nó lâu lắm. 4 tới 6 tiếng thì nó sẽ ra cái lỗ đó. Còn ở trên kia, cúc trên kia là nó gọi là cái lọc. Đây là vài cái hình ảnh mà con rùa người ta quay lại được. Con rùa nó khi nó vô lưới, nó vô tình nó vô lưới, nó có thể tìm đường ra. Các bạn thấy nè, đây là cũng cái lực bắt buộc của trong cái ngành đánh cá, đánh tôm nè. Họ chứng minh được là họ sau cái thời gian nghiên cứu thì họ thấy được là 97% mấy là con rùa khi mà vô đây nó đều ra đây được. Còn tôm hay là cá nhỏ thì thường thì nó sẽ lọt vô, với lại cái lưới cái kiểu này giống như cái cửa mà khi mà cái tàu chạy cái nước nó đẩy á, thì lưới nó sẽ xẹp lại, chỉ con rùa nó mạnh thì nó mới ra được. Đây là cái cặp dép mà lần trước có nói anh Tường có nói là sẽ bỏ mua cái khác, là một cặp là khoảng 300 mấy chục triệu các bạn, thì hai cặp. Còn cái này là muối mà để dùng để khi mà ra ngoài đó bắt tôm lên mình pha cái nhúng vô cho nó đóng muối, rồi nó mau đông tôm. Con tôm khi mà nó đông nó rời ra, khi đem vô bờ nó rời nó rất là ngon, không có đóng cục. Mà mỗi lần như vậy là đi như hai kiện, tùy tôm trúng thì ít nhưng mà phường thì là như vậy. Chị tàu nào cũng có mấy sấy máy giặt ha, để cho mấy anh em giặt đồ này nọ lúc ngoài biển. Rồi, chia sẻ sơ với bạn luôn này.
Đây thì cái nhà vệ sinh nó cũng giống giống như trên nhà mình ha, nhưng mà nó không có fancy, không có đẹp như trên nhà thôi. Cũng có nhà vệ sinh rửa mặt, nhà tắm bên đây, nhà tắm đứng, không giống giống như trên nhà thôi, không có gì khác hết. Mà cái phòng nó nhỏ lại thôi. Rồi phòng này phòng ngủ mà, đó, cái giường ngủ giường niệm dành nhỏ nhỏ cho mấy cái đèn khen mấy cái người đi biển bạn tàu. Bên đây cũng vậy. Chưa đâu rồi hết rồi. Để đây hết hay là để đâu nữa? Đồ ăn ngoài đó. Ồ. Thịt cá. Ồ cái tủ đó, ha. Tủ lạnh đó. À, đây còn quá trời. Chuẩn bị đi rồi. Đi. Còn ở ngoài nữa. Đây cũng có nước mắm chứ. Đây nè, được mấy chai nước mắm nè. Đồ cũ quá. À đồ thôi, đồ cũ chứ không có mua đợt này phải không? Phải ăn đồ Mỹ. Ồ. Ăn Mỹ không à? Ồ, có Mỹ. Có Mỹ khác, Việt Nam ăn khác. Có cái này của ai? Của em. Không biết mà. Là hai người bạn tàu là hai người Mỹ hay người Việt Nam? Bạn coi nè, bữa đi chợ có anh đi không? Có anh đi mua này luôn. Qua anh có đi. À thấy chưa? Đây là. Nhưng mà ra ngoài là phần nhiều mình ăn cá ăn tôm chứ, phải không? Có lúc ăn, cá, có ăn thịt nữa. À có ăn thịt nữa. Bữa nay ăn cá, bữa nay ăn thịt. À. Bữa đi là đồ ăn này mua bao nhiêu rồi? 6.700 gì hết. 6.700 tiền đồ ăn. Lâu rồi. Đi bao nhiêu năm rồi? Gần 20 năm rồi. Ồ cũng lâu vậy hả? Vậy là đi suốt năm hay là đi một tàu năm đi? Tôm đi suốt năm nào tàu đậu nó mới về Việt Nam. Ồ đậu là về Việt Nam. Quê đâu? Quê nó đâu? Bạc Liêu. À Bạc Liêu. Dân miền Tây nè, này cũng dân miền Tây nè. Đúng rồi. Miền Tây nè. Chưa đi. Mấy anh nào đi mấy tháng ở đây về Việt Nam mấy tháng vậy? Kiểu này chắc hai con vợ hai bên quá ta. Vậy sợ. Một con vợ thôi. Chứ tưởng là bên đây con vợ bên kia con vợ chứ. Dám đâu phá quà. Bài chịu không nổi nữa, bài nhảy nữa. Mà chiếc tàu này là cái thuyền trưởng là người Mỹ mà, cho nên có hai anh Mỹ và hai anh Việt Nam. Còn cái này là cái phòng lái mà mấy cái video trước mình đã chia sẻ rồi, nhưng mà kỳ này mình quay sơ qua để cho mấy bạn coi lại ha. Cái máy này thì là giống như mình coi để mình biết những cái chướng ngại vật ở phía dưới, giống như rác rến gốc cây hay là những cái đường dây điện này nọ, hoặc là mình có thể mình biết được cái những gì thì mình có thể đánh dấu để lần sau mình tránh các bạn. Còn bên đây là cái máy đo độ sâu của nước, độ sâu có bao nhiêu nước, là cá luôn các bạn. Cái này là cái máy tự động ha, lấy tự động. Rồi một trong những cái thiết bị mà phải có lực pháp bắt buộc đó là có cái định vị gì đó mà cho những chiếc tàu khác có thể để phát hiện được mình. Rồi mình cũng phải có cái gì đó để mà khi mà gặp những trường hợp nguy hiểm mà mình nhấn đây nè, rồi để cho lính biển họ biết để mà ra họ cấp cứu. Còn đó nó giống như cái đường đi la bàn vậy đó. Cái này là cũng dễ mà ha, nhìn đơn giản, những cái máy móc để có thể liên lạc với nhau qua tàu này nọ. Đi cái này thì cũng vậy, bên trái thì cũng vậy. Còn bên đây cái màn hình này là cái máy quay phim, camera để coi vòng vòng phía tàu, máy móc hay là phía sau. Mình thấy mình hiểu rồi, mình cũng biết ha. Ôi thường trước khi đi mình chuẩn bị cái gì? Trước khi tàu chạy ra biển mình đánh mình phải kiểm tra là những cái gì? Dây cộ đủ thứ lưới rồi. Lưới là hoàn toàn bảo đảm. Làm trước rồi mình chạy tới chỗ đó là xong rồi.
có thử hạ lưới, kéo lưới lên vậy không? Không cần thôi. Dắt dần lưới vô đàn nào. Mình hỏi thử anh này thì nói nó ở trong bờ, trong sông này không cho hạ lưới xuống. Làm đồ á, hạ càng hạ cắt đồ á, hạ càng cắt gì là vài cái hình ảnh mà khi tàu ra ngoài biển á, rồi những cái càng tàu này, những cái trụ sắt này sẽ hạ ra sẽ để cho chiếc tàu được cân bằng, nếu mà không á tàu sẽ nghiêng ngã tùm lum, mà nó chỉ được hạ xuống khi mà ra ngoài biển các bạn, còn trong bến, trong sông sẽ không được hạ xuống. Mục đích chính của cái máy đo dép á là để căng cái miệng lưới, nhưng mà nó cũng còn có một cái tác dụng phụ là khi mà hạ ra ngoài thì là để cho chiếc tàu nó thăng bằng. Gào thì sẽ có 4 cái chiếc dép này các bạn. Mấy bạn coi cái cảnh mà khi mà hai mấy chiếc dép này nó rớt xuống, đưa xuống biển, nó sẽ bạch ra, nó để nó giữ hai cái lưới, nó giữ mấy cái miệng lưới này mở miệng ra để mà tôm vô, nó đi rà dưới biển, mà nó đi rà dưới đáy biển. Hình như là có thêm 4 cái miệng cào để xây cua phải không? 6 cái. 6. 4 cái ở đây rồi. Có 2 cái để xây cua. Có biết giá không? Lỡ mình có rách này kia mình có giá được không? Hay là có anh biết giá không? Hay là không. Cái ông kia không biết giá. Captain. Cái này là để cá ra. Một cái lưới nó tới hai cái lỗ cho cá ra luôn phải không? Một bên cái đây bên cái nữa. Bên đây cái nữa nè. Hai cái. Cái lưới thì một cái hai cái. Đục tôm. Cái đục tôm là cái giống như cái bọng cuối cùng mà tôm nó nằm được. Cá tôm vô đây nằm đấy. Mà cá thường mỗi lần kéo gì có cá lộn xộn vô nhiều không? Nhiều lắm. Cũng nhiều á. Có cái lọc ra cho nó ra mà nó cũng còn vô nhiều ha. Còn vô nhiều. Lên chắc chết hết ha. Thu thân. Nó có mấy con sống, mấy con chết. Đa số nó chết nhiều hơn. Chết cũng đẩy xuống biển cho con cá khác ăn. Không có chỗ chứa, cũng muốn bắt kiểu Việt Nam á. Hai ngày không có chỗ chứa luôn. Mà cái lúc mà 6-7 tiếng đồng hồ mới kéo một lần thì mấy cái 6-7 tháng đó mình ngủ, mình đâu có làm gì phải không? Là mình làm giặt giá giả, nấu cơm, chủ tàu. Nhưng mà một vậy luôn, mình dạ một ngày nó kéo lên có 3-4 lần. 3 lần, 4 lần. Vậy thì cũng sướng quá trời, đâu có cực gì ta. Làm ngày có mấy tiếng à. Cực lắm á, lỡ tôm à. Một lần kéo lên lỡ tôm 2-3 tiếng lỡ tôm rồi. Lỡ tôm tới 2-3 tiếng rồi hả? Hết giờ còn ngủ, nhưng mà được 2 tiếng, 3 tiếng à. Cao nhất là 2 tiếng. I've been doing this actually about 14 years. 14 years? Yeah. Oh, you're a veteran now. Yeah. This is my seemed like that's my first trip. What time? Yeah, I know. Sometimes it don't seem like a big one. They want to get one shot. So, how many days we expect to be out there? I don't know. 5 weeks. We can't go 5 weeks this time because the last day to unload is like on the 19th. So, we had to be here before the 19th. Oh, okay. Because the Christmas holiday is coming up. So we only get it like... But normally when we go out there... One month. 1 month. Kéo lên một cái là có thể nuôi tôm cá rồi, có thể là tới 2 tấn rồi. It's 54 feet long. Thank you.
xa xa nha. Nhưng mà người ta đi dựng. Bây giờ tới mà đi dọn bên kia em mày để ở dưới luôn. Ở trên ở dưới luôn. Rồi con ngồi có gì lắm cái gì không? Cái dây thấy cái lưới nó nặng quá rồi mà máy không móc không có được. Ừ, coi coi ở trên coi ở dưới cái dây luôn to nhiều lắm. Ừ, ngoài cái dây đó mình còn cần phải quan tâm mình để ý cái gì xô ra để... xô ra mà mình tới xong rồi mình thấy phải bên trái bên phải vậy á, mình đứng xa xa ra chút rồi còn cái dép thì dép mà lên xuống rồi có phải còn ta thấy nó rất có cái tháng kéo dây cáp vô cái lớn lớn lắm đó nè nhìn đây xí đó là cái độc lùa. Nhưng mà khi ra là do chạy nước nó đè xuống vậy phải không? Ừ. Nên tôm nó không bị ra. Cái này là nó gắn vô cái lưới á. Gắn vô cái vỏ đó. Gắn vô cái đó. Ủa tưởng cái này là phải mở nó vậy chứ. Còn cái đó cái khác. Đó là cái khác. À. Cái này nó gắn vô cái lưới. Rồi á, giống như rùa mà nó vô cái lưới đó thì nó sẽ nó dính đây nè, nó vướng lại ngay đây nè. Nó vướng cái này xong nó vướng cái đó xong cái nó sẽ tìm cách nó bơi ra. Như vậy nè, đó nó gắn xuống đây. Nó xuống đây là tôm nó chướng ở đây nè. Tôm hết nó chướng ở đây. Giờ chuẩn bị ra cho nên họ bắt đầu kết cái đuôi lại mày. Cái đuôi với cái chỗ lọc rùa rồi. Cái đuôi to lọc rùa mà. Rồi. Tiền gì giá như là cầm đũa ăn cơm chứ trời. Có lẽ hơn cầm đũa ăn cơm nữa. Đây là mỗi ngày. Là cái dây xích đó nó để phía trước trên rà rồi, tôm để cho tôm nó bú lên vô lưới. Yeah. Còn đây là cái hình ảnh mà khi mà lưới nó đang cào các bạn, cái dây xích phía trước nó làm cho con tôm nó nhảy lên đó, các bạn thấy không? Bây giờ tại sao người ta không chế được là bởi vì tôm nó nằm ở dưới đất, nằm dưới cát á, dưới bùn á. Thì vì đó cái dùng cái dây xích nó gọi là dây xích rà, nó đi trước cái miệng lưới đó, nó chạy trước. Rồi con tôm nó bú lên thì nó mới vô miệng lưới. Đó. Thì cặp dép đó là tác dụng này cho nó mở cái miệng lưới ra nó đi nha bạn. Đó, nó mở bành nè. Chiếc tàu lớn vậy mà có 3 người đắc kỷ hả? Dạ, làm sao? Một người trưởng trưởng. Đủ rồi, như sức. Đây, cái cục này em vừa mua 600 đồng mà. Đúng rồi. Chưa tính thế nha. Công việc chuẩn bị cuối cùng đã xong, bây giờ mấy anh bắt đầu đi. Nhớ bắt nhiều tôm cá nha. Bắt tôm nhiều nha. Thôi chúc mấy anh đi biển một cái chuyến đi đánh bắt thắng lợi lớn, mang về nhiều tôm. Cảm ơn các bạn đã cùng mình theo dõi qua cái video coi mấy anh chuẩn bị những cái giai đoạn cuối cùng trước khi đi biển, cũng như dài chiếu server và cái lực lệ những cái lọc rùa lọc cá, rồi những cái chiều rộng chiều xa của lưới mà mình phải theo cái đúng lực. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong những video sau.